Hello mọi người, đã quay trở lại với kênh Bonsai Kỳ Rong nha. Thì ngày hôm nay em quay giao lưu mọi người ba mẹ hai cháu. Đi dòi sơ rồi nha mọi người. Con này, mẹ đầu tiên. Con này hoành gốc của nó thì tầm nhỏ hơn chai keo chút xíu nha. Đó, hàng mini. Chiều cao khoảng 20 nha mọi người, tán 20 luôn. Đó, con này làm tầm khoảng 70-80% rồi mọi người. Đó, đi dòi sơ và bấm giật. Em quay cận lại cho mọi người xem này. Đó, gốc nó. Còi rất là lùng luôn mọi người. Hàng lùng lực mà cắt nuôi cái tay cửa tầm cửa đây. Cửa tầm lớn hơn đầu đũa rồi mọi người. Mà cắt nó gần clip hết rồi. Lé nó đây. Dùng lá tròn nha mọi người. Chút xíu luôn. Lá tròn đọt đó. Tán làm tầm 70%. Rồi mã số 1 xin báo giá là 300 em bao với ship nha. 300. Cái này mọi người có gì thế có thể về thi vô chậu đẹp để bắt đầu cho lần được rồi mọi người. Làm thêm. Đây là mới uống ra sâu này. Anh nuôi thêm chút xíu chỗ đây nữa là tàn cái gì rồi. Ok rồi mọi người. Em xin qua mã số 1 luôn nha. Tiếp theo em lên mã số 2 nha, là một cái hải châu hàng chân rễ nha mọi người. Đó, cái đây cũng đã nuôi tay cành nó lớn cũng tầm lớn hơn đầu đũa chút xíu rồi mọi người. Em mới bấm giật này. Đó. Bấm giật hải chốt đây, còn cái đây cái chú. Cái chú thẻ cho nó lớn. Đó, thẻo thì nó bi gần phân nửa cái mặt cắt đó rồi mọi người. Chân rễ mấy cái cục đây cục biếu mọi người, do bấm giật nhiều nhiều lần là nó lên biếu này. Đó. Nó có mầm là mình bấm giật là nó lên biếu mọi người. Ba có ba chân rễ nha. Đây là mặt mặt hậu mọi người, mặt sêu. Đó cành phong đây, nuôi thẻ đây. Mặt đây là mặt tiền. Gốc của nó thì tầm là cỡ ngón chân cái không nha mọi người. Chiều cao khoảng cỡ 20 luôn. Rồi em xin báo giá mã số 2 là 250k em bao phí ship nha. 250k. Rồi em xin qua mã 2 luôn. Tiếp theo em lên mã số 3 nha, là một cái hải châu giáng thú nha mọi người. Có hai cái rễ nó lách rất là nghệ thuật luôn. Đó, nhìn nó giống như con thú mọi người. Cái đó em nuôi cái đó làm cái chi tứ nè. Vừa làm chi tứ vừa làm cái đuôi luôn. Nó nuôi trước, còn mấy cái cành đây thì em mới đi một cái cành phong ở sale mọi người. Còn cái cành chú với cái cành bên hông đây thì em chưa đi, nó còn nhỏ, em thẻ lớn. Đó. Cành một, cành chú đó còn thẻ. Chỗ cái lưng nó bị cháy nha mọi người, cháy da nha. Cháy chút xíu nha. Còn muốn tiền cái cháy lục lực. Nó đang bi thẹo nha mọi người. Chỗ đây còn cháy một chút nữa này. Đang phúng đọt hả? Cực hay, rất là mạnh luôn. Con này quanh gốc nó cỡ tầm ngón chân cái em nha. Chiều cao nó cũng tầm 20 mọi người. Ngang thì nó tầm cỡ 30. Rễ lách quá nghệ thuật. Rồi mã số 3 em xin báo giá là 300 em bao phí ship nha. 300. Nước tú luôn nhà trời hết. Rồi cô chú anh chị yêu thích alo luôn nha. Em kết thúc video tại đây. Tất lập.